chính anh đã giết quỳnh tô dung cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi từng yêu cô ấy chính là mối tình đầu cũng như cuối cùng của tôi người đầu tiên và duy nhất dành cho tôi anh đã giết người phụ nữ của tôi chính anh chính anh đã giết chết cổ và anh nói rằng anh có lý do để sống sao? Anh muốn được sống hả? <laughs> anh nói lại lần nữa với tôi đi. Tôi đang bị một trận gì đó không thể bảo vệ được tôi dùng. Nhưng mà tôi không thể chết. Tôi không thể chết. Không thể chết như vậy. Tôi phải sống để trả thù. Sao hả? Nếu anh yêu vợ tôi, anh phải biết một điều. Là làm sao tôi có thể giết chết một người như cô ấy chứ? Tú Dung đã tin tưởng tôi. Đã đứng bên tôi cho tới giây cuối cùng. Sao tôi có thể giết cô được? Tôi không thể. Vậy tại sao? Tại sao anh làm như vậy? Tôi không hề giết Tú Dung. À, dạ. Đó là lý do tại sao tôi phải sống tôi nhất định phải sống để trả thù kẻ đã giết chết vợ tôi xin anh hãy dùng sự phẫn nộ để giúp cho tôi biến sự phẫn nộ đó trở thành sức mạnh xin anh hãy giúp tôi <laughs> À, anh đã tái hôn với vợ cũ của mình Và cũng đã thú nhận tại tòa Bây giờ anh lại nói là muốn trả thù kẻ sát nhân thật sự Anh đang tìm cách Để tôi có thể tha mạng cho anh sau để xem anh còn dám nói như vậy nữa không khi anh đang bị thiêu cháy thật sự đi chờ đã chờ đã hãy tiếp tục khi nào hắn bất tỉnh lần nữa cứ từ từ thôi à, 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 à

Wow. <laughs> minh kỳ à con thấy mẹ nấu có ngon không con không có đói bụng mẹ ơi thôi đi đừng có phàn nàn nữa mấy đứa mau ăn đi minh chi à cái này ngon lắm nè gia đình mình bây giờ đang thiếu một thành viên mẹ chắc là mọi người cũng nhớ chị minh thi không biết là con bé có ăn uống đàng hoàng khi sống chung với mẹ chồng không? Một thôi hả? Còn ba? Con lại muốn thấy em con khóc nữa à? Con làm ơn hãy ra giá một người anh đi chứ. Con thấy no rồi. Tháng sau con đi du học ở Anh đi. Ở trường Philippines con đã được học tiếng Anh rồi, nên sẽ không khó khăn gì đâu. Con đã nói là con không đi rồi mà. Anh đừng đi mà, em không có muốn xa anh đâu. Thôi được, vậy thì con đừng có cấp học ở trường nữa. tin đồn rồi sẽ lắng xuống nhanh thôi con à cứ kiên nhẫn rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mẹ sẽ bắt con đi du học nếu con còn cãi lời mẹ nếu như ba con để lại di chúc thì điều mà ba con muốn là con sẽ là người bảo vệ cho gia đình này đó mẹ nên con sẽ không đi đâu hết vậy mẹ cũng đừng nhắc tới việc du học nữa vậy thì con lo mà học hành chăm chỉ đi con phải biết làm gương cho em gái của con chứ minh kỳ anh đang làm cái gì ở đây vậy hả ờ à, tại sao tôi tới bộ cô không biết sao hả tôi tới là vì cái này nè cô có hiểu không à. <laughs> chỉ mới có mấy ngày thôi mà kể từ lúc anh lấy hết tiền trong túi tôi <laughs> nhiều đó có đáng là cái gì thiệt <laughs> tịch chẳng lẽ anh nghĩ là tôi giàu lắm hả tôi cũng cần phải có thời gian để mà kiếm tiền nữa đó Ê. Ê. mà cô làm gì mà lại tổ chức họp báo nhiều vậy hả bộ định kết thúc vở kịch của mình sao <laughs> thật ra thì tôi cũng có nhiều điều muốn nói trong mấy buổi đó đó Tôi cũng có ngoại hình và kỹ năng để đi kể chuyện mà. Cô thấy đúng không? Trong lúc anh đi ăn chơi và tiêu tiền vô lối thì anh có biết tôi đã phải dứt giả như thế nào hay không hả? Ê, trời ơi nghe mệt quá, vậy khi nào thì gặp nhau? Anh hãy làm ơn chờ thêm nữa đi. Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu nha. Nhớ đó. Nếu như có bất kỳ ai tìm ra gì đó về anh, thì cả hai chúng ta sẽ chết đó. Cho nên anh hãy ngậm miệng lại. Và hãy chờ tin của tôi đi. Anh có hiểu không? Cô nhớ giữ lời đó. Hắn có thể ngửi được mùi tiền từ xa rồi. Sau khi trả tiền cho Trương Ngọc Giao và trả tiền thuế, thì mình cũng không còn lại được bao nhiêu. Không được, mình phải tìm cách lấy lại số tiền đó mới được à. ủa chị mới ra ngoài về sao à chắc chị có cuộc hẹn quan trọng hả tôi tới buổi họp mặt tối dành cho các nữ giám đốc <laughs> vậy chị đi vui nha à, dạ chào chị ha mình có nên xin một vị trí ở công ty của minh thi không ta phóng viên tống à luật sư anh tú không gây áp lực với ba của tôi để đánh bóng tên tuổi anh ấy không bao giờ làm như vậy và sự thật là luật sư phạm anh tú cũng không bao giờ dùng bạo lực trong lễ tang sao anh có thể in sai sự thật một cách trắng trợn như vậy chứ anh là nhà báo mà có thể làm như vậy được sao anh đã viết những tựa báo giả dối để có thể thu hút người đọc và khi mọi sự thật được phơi bày thì anh là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra anh có bao giờ nghĩ là bao nhiêu cuộc đời đã bị quỷ hoại dưới bài viết của anh hay không anh có bao giờ nghĩ vậy hay không nhanh lên anh phải mau đến chính là sự thật đi alo alo trời ơi sao họ có thể hẹn nhát vậy chứ chỉ cần bị đặt vài câu chuyện đó là có thể viết thành báo hay sao hả có lẽ bây giờ anh anh tú đã gặp bất lợi và bị đình chỉ công tác rồi cũng chính vì chuyện này mà mẹ của anh ấy đã bị suy sụp. mình cảm thấy rất có lỗi khi thấy gia đình của anh anh tú phải lâm vào cảnh như vậy. dạ tôi nghe đi. cô ăn gì chứ? cô lại đang ngồi tự trách mình nữa có phải không? sao cô không trả lời tôi? vậy đúng là cô đã có suy nghĩ ngu ngốc đó rồi có phải không? cô ra đi, nhanh lên đi. Dạ Tại sao anh lại ra ngoài vào lúc này hả Bác gái sao rồi à, Tôi biết ngay cô sẽ như vậy mà Sao cô có thể còn ốm hơn bệnh nhân luôn vậy chứ Cô hạ mi Mẹ của anh có ăn uống được chút nào hay không Mẹ của tôi không thích đồ ăn của bệnh viện Nên không ăn được gì nhiều hết Vì vậy mà tôi ăn luôn phần của mẹ Cô nhìn bụng tôi nè <laughs> Nghe thấy không đúng rồi cô cười như vậy sẽ đẹp hơn nhiều đó có lẽ lúc này không thích hợp để vui cười nhưng mà khi cười người ta sẽ thấy đỡ hơn tôi không thích nghe người ta nói tôi được lớn lên trong ảo tưởng nhưng mà công nhận điều đó đúng là sự thật tôi cảm thấy chán nản với chính bản thân mình Cô đã gánh chịu những chuyện ngoài tầm kiểm soát mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Tôi cảm thấy rất tự hào vì cô đã luôn mạnh mẽ đó, cô Hạ Mi. Tôi rất giận tới nỗi không thể ngủ được. Tôi đã bật dậy vượt qua giới hạn. Nhưng lại không biết làm gì trước. Tôi có thể làm được mọi chuyện mà tôi muốn hay không? Và rồi không biết điều tồi tệ gì sẽ tới tiếp theo nữa. Tất cả cứ làm cho tôi nghẹt thở. À. Cô có biết cách làm sạch một con đường dài vô tận mà không cần cố gắng là gì không? Một cuốn sách đã viết là Chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ con đường tại một thời điểm. Nên chúng ta chỉ cần biết Tại một thời điểm, mỗi bước chân thì nó sẽ dài bao nhiêu? Habia, à, tôi hiểu giờ cô đang cảm thấy bị dồn ép. Bản thân tôi cũng không kiềm chế mình được khi nóng giận. Vậy thì trước nhất, hãy nghĩ tới bản thân mình. Chỉ nghĩ đến thời điểm hiện tại mà thôi. Bước tiếp theo, chúng ta cùng suy nghĩ. Giờ chúng ta nên nghĩ điều gì đúng trước mặt mình. Hà My Mì à, cô không đơn độc đâu, cô biết không? bà ngoại ơi Con mong là Vết thương lòng của bà sẽ lành lại Giờ rồi bà sẽ thật là khỏe mạnh Còn về con Con hứa với bà là sẽ không bao giờ bỏ cuộc Con cũng sẽ không trốn chạy Từng bước một Con sẽ đi tới cùng Con sẽ lấy lại Tất cả những gì mà con đã mất Con sẽ trả lại cho họ tất cả những gì mà họ đã gây ra con sẽ làm như vậy anh nhớ không anh để dùng và rất thích loại nước hoa này mà đúng không đừng có đọc sách nữa mình đi ngủ nha anh hả anh bị làm sao vậy anh tính đi đâu hử ngày mai anh phải họp rồi anh đi chuẩn bị chạy thứ em cứ ngủ trước đi có chuyện gì xảy ra vậy chứ chưa gì mà tụi nó đã ngủ riêng ngay sau ngày cưới hả cũng đã lâu rồi từ khi trưởng phòng lý à không phó giám đốc lý mới cùng ngồi hợp chung đó nhớ lại kỷ niệm lúc trước nhóm mình đã làm việc rất chăm chỉ ha chúng ta luôn đạt kết quả tốt mà phải không mình luôn là nhóm tốt nhất luôn <laughs> mọi người đã xem tài liệu hết chưa mọi người thấy sao nếu chúng ta dùng lại hình ảnh ma cà rồng cho chủ đề mùa thu tôi nghĩ rằng đó là một thích hợp cho mùa thu này tôi thấy cách đây hai năm chúng ta đã đề nghị dùng chủ đề này rồi đúng không À, đúng rồi đó chủ đề này là của hai năm trước và đã không được chấp nhận rồi mà à, trưởng phòng ơi chị đã xem qua tài liệu của mấy năm trước chưa mà lại nói vậy chứ tính lấy lại ý tưởng cũ nữa hả năm ngoái ai là người chịu trách nhiệm trong chương trình quảng bá trên đường vậy là tôi mau đình tất cả những tài liệu đó tới phòng của tôi ngay đi tôi muốn xem xét những ý tưởng đó vào năm nay Chị cứ đưa cho tôi đi, tôi sẽ đem nó qua. Không được đâu. Hà Mi là người chịu trách nhiệm, nên tôi sẽ nghe cô ấy nói. Sau khi buổi họp này kết thúc, tôi sẽ mang tới đó ngay. <laughs> chúng ta đã quảng bá chương trình đó suốt từ sáng tới chiều rồi. Điều đáng ngạc nhiên là chúng ta có được chuyển biến tốt trong lần ra mắt buổi sáng. Anh cứ nhìn vào khảo sát lần nữa đi anh có nghe tôi nói gì không em không ngủ sao nhìn em mệt mỏi quá tôi tới đây chỉ vì công việc theo như anh muốn mà thôi nếu như anh không muốn nói về công việc tôi xin phép ra ngoài đi à, được rồi anh sẽ nghe em nói tiếp đi trong buổi sáng chúng ta đã làm rất nhiều khách hàng hứng thú ờ à, mẹ đây con đã ăn cơm chưa về nhà đi mẹ có chuyện muốn nói đây có chuyện gì vậy hả mẹ mẹ nói qua điện thoại luôn đi con về đây đã chuyện này quan trọng có liên quan tới con đó chúng ta sẽ sớm được thừa hưởng những cổ phần của ba con nhưng mà thuế phải đóng thì rất là cao chúng ta còn lại được bao nhiêu con đừng lo chúng ta cũng sẽ nhận được số tiền bảo hiểm của ông ấy nữa mẹ à Mẹ... Chưa bao giờ quỷ gói bảo hiểm đó sao mẹ? Có phải mẹ biết là ba sẽ chết hay không? Sao mà con có thể nói như vậy hả? Mẹ còn không nhớ là nó có cho tới khi có người mang nó tới. Cho dù có quỷ hợp đồng, thì vẫn còn hiệu lực trong một thời gian mà. May mắn là mình mới có ý định thôi. Nếu vậy, chúng ta sẽ nhận được tất cả tiền bồi thường phải không hả mẹ? Là 10 tỷ quan thật sao? Trước tiên thì, chúng ta quan tâm tới cổ phần của ba con để lại đã nó sẽ giúp cho con không bị xem thường còn nữa điều này sẽ giúp con củng cố địa vị của mình ở công ty và cũng như ở nhà chồng của con con định để cho hà mi tiếp tục làm ở công ty bao lâu nữa hình như thế hưng nó vẫn chưa chịu từ bỏ con bé đó đâu chẳng lẽ con không lo là mỗi ngày tụi nó đều gặp nhau à <laughs> Vì vậy mà con mới bị tổn thương đây. Anh cứ gọi chị ấy vào văn phòng thôi thậm chí á. Anh ấy... Anh ấy còn gọi tên chị khi ngủ nữa. Con phải làm sao đây mẹ? Nếu con mà đụng tới chị á, thì anh không tha cho con đâu mẹ. Vậy thì để con nhỏ đó. Từ bỏ việc rồi rời khỏi công ty đó đi. Chị ấy đã xác định phải lấy lại toàn bộ công ty của mẹ chị thì làm sao mà mình đuổi chị được? Bộ mẹ có cách nào sao? Có phải... Mẹ có cách không? ơi, đừng 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 mà, cậu không tới bệnh viện đâu. Họ sẽ bắt cậu chụp hình, nó đau lắm mà. Không có phải chụp hình gì đâu. Chúng ta đi gặp người làm cậu bị thương đi cậu. Người làm tay cậu bị thương hả? Ừ. À, à, anh chỉ bị thương dây chằng nhẹ thôi. Nếu gì chăm sóc kỹ thì sẽ nhanh hết. Cô cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Ừ mà thưa bác sĩ ông có thể cho tôi một tờ bệnh án có được hay không xin tờ bệnh án sao cậu ấy sẽ bình phục sau ba bốn ngày nữa thôi cậu à cậu hay là cậu ra ngoài chờ con một chút đi con sẽ ra liền thôi cảm ơn bác sĩ nhiều nha <laughs> uhm, thật ra thì cậu của tôi bị chứng thiểu năng là tại vụ tai nạn đó đã gây ra cho cậu tôi tình trạng đã rất là tệ rồi vậy mà lại có người đến gây chuyện với cậu của tôi nữa rồi làm cho cậu ấy bị tổn thương sau đó cậu tôi luôn gặp ác mộng và đau đớn với chứng sợ người tôi thật sự rất là tức giận thưa bác sĩ nỗi đau đó nó còn đau hơn cả nỗi đau thể xác nữa xin hãy giúp tôi thưa bác sĩ không biết trưởng phòng của chúng ta đi đâu rồi ha sao có thể bỏ đi mà không nói năng gì hết trơn vậy hà My à cậu có muốn ăn gì không mẹ tôi không thích trong bệnh viện nên bà không ăn được nhiều mình xin lỗi bảo thư à có lẽ mình phải tới bệnh viện thăm mẹ luật sư anh tú một chút thôi có gì mọi người ăn ngon đi ha ơ à? đây là bệnh án của bác sĩ về chữ ký của cậu tôi được tôi sẽ lo phần còn lại cô cứ yên tâm đi chào cô chắc là ông đã kiếm được rất nhiều tiền từ mẹ tôi rồi có phải vậy không cho nên lần này ông mới làm việc này không công như vậy tôi không thích cái cách mà cô đang nói về tôi như vậy đâu không phải tôi chỉ giúp khi có tiền thôi đâu biết chưa tôi đã làm cho ông phải khó chịu rồi tôi xin lỗi chỉ là tôi muốn giúp cô mà thôi lại gì tôi? Có món nợ cần phải thanh toán. Chỉ luật sư Phạm Anh Tú. Nên tôi mới làm vậy. Dù không muốn thì mẹ cũng nên ăn một chút đi. Mẹ không ăn gì thì uống thuốc. Không có tác dụng gì đâu mẹ à. Chắc mẹ kiệt sức quá nên không thèm ăn nữa thôi con. Thôi mẹ sẽ ăn sao. ủa hả mi sao giờ này cô lại ở đây tôi có mua một ít cháo gà cần hiệu vọng ăn một chút cháo sẽ giúp cho bác khỏe lại à cũng vừa kịp lúc quá mẹ tôi đang kiệt sức không chịu ăn gì hết nè mẹ mẹ thích ăn cháo gà mà dạ con không có ý gì đâu bác à bác hãy cố gắng ăn một chút đi để nhanh lấy lại sức ừ là tôi đi anh nói cái gì à tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút nha chuyện tôi sao ai là người đã dứt đơn kiện tôi vậy hả hả là trần phú khang à anh có chắc không có nhầm lẫn gì không vậy mẹ đã nghe luật sư hoàng thông báo ông ta nói cậu con đã nhận giấy điều trị 4 tuần con làm tốt lắm anh thấy hưng nói là trông con rất giống mẹ đó Giờ con thấy con cũng đang hành động giống như vậy. Thế Hưng nó nói vậy à? Nó nói con giống mẹ sao? Dạ. Dĩ nhiên con gái phải giống mẹ rồi chứ. Nhưng mà đó không phải là lời khen. Con đã nổi điên lên. Khi mà anh ấy nói 20 năm nữa con sẽ giống như mẹ bây giờ. Nhưng mà qua việc ngày hôm nay, con nghĩ anh ấy nói đúng đó. Mình thi con nói cái gì vậy hả? Nó nghĩ cái gì mà nói con như vậy chứ? Nói cho mẹ biết. Nó có ngược đãi gì con hay không? tới bây giờ mà nó vẫn cứ tránh mặt con sao chuyện đó không phải là việc của mẹ đó là việc của con con đi đây cái thằng xấu xa đó sao mà nó có thể làm như vậy với con được chứ anh mau đi theo ba đi. Ba đã biết chuyện mà anh bị kiện rồi đó. Chuyện này, em đừng nói gì cho Hải Mi biết hết nha. Giờ anh sẽ đi, lo giải quyết vụ này. Anh cứ đi theo ba đi. À, cô Hà Mi, cảm ơn cháu của cô nhiều nha. Tôi sẽ gọi lại sau. Cô Hà Mi à. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? Bản thân là luật sư mà để mình bị kiện sao? Con có chuyện này có vô lý không? Con xin nhắc lại một lần nữa. Con không làm gì sai hết. Con còn chưa tính ra nữa à? Bà không muốn nghe gì thêm. Con mau đi lo thỏa hiệp trước khi vụ việc rắc rối hơn đi không đâu con nhất định sẽ không thỏa thuận với anh ta con đang tính xem mình có nên phản kiện lại lại buộc tội sai đó hay không nhưng người ta là người bệnh thần kinh nếu còn cứ tiếp tục thì con sẽ gặp bất lợi đó con không hiểu ra sao đó là lý do mà con không thể tha thứ cho họ được họ đang lợi dụng người bệnh để đạt được mục đích của bản thân mình đó bao không biết sao xã hội này là vậy đó cũng là lẽ thường đôi khi có nhiều lúc lẽ thường đó sẽ thắng trước công lý đó con. Con tới đó quỳ xuống trước mặt của anh ta, rồi xin họ tha lỗi cho con là được rồi. Ba à! Mẹ con sắp làm phẫu thuật rồi. Con người giới thiệu một chuyên gia khoa tim ở bệnh viện đại học trên hợp kiên. Mai còn tới đó rồi thay ba cảm ơn ông ấy đi. Ông ấy cũng muốn gặp con đó. Hãy lo giải quyết rắc rối đó đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hy vọng là con tính ngộ ra, và làm những gì ba vừa nói. Mau đi, đi 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 cô. Chắc cô không thích tôi đúng không? Bởi vì tôi là người đã ban án tử hình cho ba, ba của cô. Dĩ nhiên là cô không thích tôi rồi. Thật ra khi tôi gặp cô thì tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là tôi sẽ ghét cô đâu chỉ là bây giờ chúng ta phải làm cho đúng bổn phận của mình mà thôi cảm ơn cô đã hiểu cho tôi vậy cho tôi hỏi cô một câu quan hệ giữa cô và anh trai tôi là gì tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại hỏi tôi câu đó tôi xin cô kết thúc quan hệ với anh tôi đi tôi không hiểu ý cô muốn nói gì cô biết anh của tôi bị đình chỉ rồi đúng không chắc cô cũng biết anh ấy đang gặp phải rắc rối gì mà đúng không sao chứ <laughs> nếu cô cần luật sư để giúp thì tôi sẽ giới thiệu người khác nhưng xin cô đừng có qua lại với anh tôi nữa ừ dạ con nghe bà Ờ cháu Hoàng à Cháu đã ăn gì chưa hả Ừ Dạ rồi ba <laughs> Bà đây đã ăn mì tương đen Cùng với cô giúp việc rồi Con đừng có uống nhiều nước lạnh Vì trời nóng nữa nha Nếu có gì xảy ra thì nhớ gọi cho bà đó Có biết không hả Được rồi Bà cũng thương con nhiều lắm Bà đang viết cái gì mà chăm chú quá vậy chứ? Tôi đang viết bản cũ chương. Phải làm vậy để luyện trí nhớ đâu cô à. à. tôi cần phải khỏe lại. Vì khỏe rồi á, tôi sẽ bảo vệ được cháu gái của mình. Đó là mong muốn cuối cùng của tôi. <laughs> Ước mơ của anh đây nè, ước mơ muốn nhảy hết mình mà <laughs> nó nhảy rất giỏi mà còn gọi mình là vũ công nam trung sao cũng may là không trở thành vũ công đó à, để tôi chỉ cho chuẩn bị bắt đầu nha. Thẳng lưng lên. Rồi hạ dây xuống. Ừ. Chân trái bước ra sau, nhẹ. Nhanh, 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 nhanh. À, tốt rồi. Chân trái, chân phải. Từ từ, từ. <cười> <cười>

chào mừng cậu trở lại dạ cảm ơn anh đại ca có chuyện gì xảy ra với anh nam khôi vậy anh ta còn sống hay là đã chết rồi bây giờ cậu hỏi tôi người chết để làm gì ở à, đại ca giờ anh còn tin tưởng tôi nữa hay không vậy cậu muốn nói gì ngô nam khôi anh ta không có giết người đâu lúc ở cạnh anh ta tôi thấy anh ta không biết nói dối lại gì hết con người anh ta rất là Thành thật đó anh à Sao mà anh ta có thể uh, Là kẻ giết người được Để nhận tội chỉ để cứu mẹ vợ của mình chứ Tôi không tin anh ta Là người uh, đã giết chết vợ của mình đâu anh ơi Tôi có thể thề bằng cái mạng của mình luôn đó ừ, đã, Anh ta Để lại cho tôi một thứ trước khi đi Anh có muốn xem hay không vậy chào bà mỹ nga à, sao mà phóng viên thái hào lại có nhã hứng muốn giết về tôi như vậy ờ à, vì tôi cảm thấy cuộc đời của bà làm cho tôi rất ấn tượng đó à dạ đó là những chuyện vừa bất ngờ mà cũng vừa đau khổ và cũng rất khó tin nó là sự thật chồng tôi vẫn sống mãi trong tim tôi tới chết à không sau khi tôi chết chúng tôi sẽ được ở bên nhau nếu như bà biết được ông nam khôi vẫn chưa chết vậy thì bà sẽ làm gì ý của anh là à, đó chỉ là một câu hỏi tò mò thôi nếu ông ấy xuất hiện trước mặt bà và nhờ bà giúp ông ấy trốn thì bà sẽ thuyết phục để ông ấy tự thú hay là bà sẽ giúp cho ông ấy bỏ trốn vậy à, trời đất đây đúng là một câu hỏi khó đó có nhất thiết tôi phải suy nghĩ về một người đã chết hay không có cần không chứ? <laughs> Cô cũng biết anh tôi bị đình chỉ đúng không? Cô có biết anh ấy đang gặp phải rắc rối gì nữa không? Ừ, là tôi đi. Anh vừa nói gì? Tôi xin phép ra ngoài, nghe điện thoại một chút nha. Dạ xin lỗi đã làm phiền anh, tôi là Hà My đây. Xin lỗi anh làm ơn cho tôi hỏi, luật sư anh Tú đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô không biết gì hết hả? Có người vừa đâm đơn lên, muốn kiện anh ấy đó. Kiện ảnh sao? Lại đã kiện ảnh gì? Hả? Là chú Phú Khang sao? Dạ, tôi đã hiểu rồi. Bà Trần Mỹ Nga, bây giờ bà đang làm cái gì vậy hả? nếu mà bỏ qua dễ dàng như vậy sao tôi phải viết đơn kiện làm gì động cơ của bà là gì vậy tại sao bà lại làm như vậy chứ muốn tôi bỏ qua thì chỉ còn một cách cô hãy bao xin thua việc ở công ty rời khỏi công ty ngay lập tức rồi tôi sẽ cho qua